Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng tranh tài, giải bóng đá cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 năm 2022 đã khép lại đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 với nhiều ấn tượng sâu sắc cùng nhiều dư vị cảm xúc. Giải bóng đá cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 năm 2022 không chỉ hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường mà còn là dịp để những cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 trên mọi miền Tổ quốc được gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và giúp đỡ nhau, cùng nhau làm nhiều công tác xã hội có ý nghĩa. Đặc biệt, giải chính là nơi gắn kết yêu thương cho các thế hệ cựu học sinh của nhà trường. Giải bóng đá cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 lần thứ 2 năm 2022 chỉ diễn ra vào các ngày Chủ nhật hàng tuần, nên các thành viên hiện đang công tác tại các cơ quan trong tỉnh và ngoài tỉnh đều có thể sắp xếp thời gian về tham dự. Do có tới 27 khóa đăng ký tham dự, nên để tăng tính hấp dẫn, ban tổ chức đã chia thành 4 nhóm tuổi gồm U30, U37, U41 và U45. Nếu như ở hai nội dung nhóm tuổi U41 và U45, 4 đội của mỗi nhóm sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm để xác định đội vô địch. Thì ở hai nhóm tuổi U30 và U37, các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 4 đội mỗi nhóm giành quyền vào bán kết và sau đó là chung kết. Đây thực sự là một thành công bởi nó cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của giải đấu này. Trong ngày bế mạc của giải đấu, hàng nghìn cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 cùng tề tựu đông đủ để thi đấu và cổ vũ, tạo nên bầu không khí vui tươi, thân thiện và nhiều màu sắc. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu càng làm cho cuộc hội ngộ của những cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 thêm rộn ràng. Đặc biệt, ngày bế mạc giải càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cái ngày này là cả nước tri ân các thầy các cô, và trong cái không khí của những ngày như thế này thì cái việc mà các cựu học sinh gặp nhau là một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời, đối với không những đối với các học sinh mà còn đối với các thầy các cô. Sau cái giải đấu thì anh em tập trung về nhà trường, đấy là một cái nơi bắt nguồn của sự trưởng thành của tất cả các học sinh học trò, và cái việc như thế thì đã mang lại niềm vui, nhiều ý nghĩa cho anh em chúng tôi cũng như là các thầy các cô. Về đây được gặp các bạn, gặp thầy cô thực ra là rất là vui, và cảm thấy là hôm nay ngày 20 tháng 11 là ngày rất ý nghĩa. Thì sau trận chung kết thì các khóa là tập trung về trường, giao lưu với các thầy cô, tri ân thầy cô và các bạn. Thực ra là tổ chức cái giải đấu này thực ra là rất là ý nghĩa đối với cựu học sinh. Rộn ràng sân cỏ, chứng tỏ tình yêu là tinh thần mà tất cả các cầu thủ, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 hướng tới khi tham dự giải đấu khá quy mô và bài bản này. Trái bóng tròn đã lăn trong tiếng reo hò, trong niềm vui hân hoan của ngày hội ngộ. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình để mang lại những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp cho khán giả. Các trận đấu phân định thứ hạng trong ngày bế mạc đã diễn ra gay cấn, hấp dẫn, cân tài cân sức, và không ít cuộc so tài buộc phải phân định thắng thua bằng loạt suất lần lưu. Đối với các thế hệ học sinh của trường Trung học phổ thông Nông Cống 1, được thi đấu hay tham gia cổ vũ cho giải đấu thì đó cũng đều là niềm tự hào, vì tất cả đã có dịp được gặp lại thầy cô giáo, các bạn học sinh cũ để cùng ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên của một thời học sinh cắp sách đến trường. Sau các cuộc tranh tài, ban tổ chức đã trao cúp vô địch ở lứa tuổi U45 cho K32, trao danh hiệu cao nhất ở lứa tuổi U41 cho K35. Trong khi đó, K41 đăng quang danh hiệu vô địch ở lứa tuổi U37. Còn ngôi vị cao nhất ở lứa tuổi U30 thuộc về K49. Có thể nói, với sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các thành viên, sự chuyên nghiệp của ban tổ chức, giải bóng đá cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Hôm nay được dự một cái buổi lễ tổng kết giải của cựu học sinh các khóa tổ chức lần thứ 2 tại trường Trung học phổ thông 1, thì với một giáo viên, một lãnh đạo nhà trường rất lấy làm tự hào khi các em đã nối được vòng tay lớn các thế hệ về trong ngày vui hôm nay, đặc biệt là 40 năm kỷ niệm ngày 20 tháng 1. Các em đã dành những tình cảm tri ân các thầy các cô và lan tỏa sự đoàn kết trong toàn trường, trong các thế hệ. Cảm ơn các em. Với những thành công và sức lan tỏa mà giải bóng đá cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 năm 2022 đã mang lại, chắc chắn giải đấu đầy ý nghĩa này sẽ còn tiếp tục được duy trì trong những năm tiếp theo.